Hai cựu phụ nữ giải khuây Nam Hàn hủy bỏ cuộc gặp với thị trưởng Osaka. Tin từ Osaka, hai cựu phụ nữ giải khuây Nam Hàn buộc phải làm việc trong một nhà thổ quân đội Nhật Bản thời chiến tranh, ngày hôm nay đột ngột hủy bỏ một cuộc họp với thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto. Trước đó, thì ông Hashimoto đã từ chối không rút lại ý kiến, cho rằng phụ nữ bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ quân sự thời chiến của Nhật Bản là cần thiết. Hàng trăm người Nhật Bản đã tụ tập trước tòa thị chính Osaka để biểu lộ sự hỗ trợ với hai cựu phụ nữ giải khuây Nam Hàn là Kim Bok-dong và Kim Won-ok, khi hai bà đưa ra một thỉnh nguyện thư phản đối vị thị trưởng cho một viên chức chính quyền thành phố. Vào tuần trước, thì ông Hashimoto đã gây ra một cơn bão lửa của sự chỉ trích ở trong nước lẫn ngoài nước khi nói rằng các nhà thổ quân sự là điều cần thiết và việc Nhật Bản là đất nước duy nhất bị lên án vì các hoạt động trong thời kỳ chiến tranh là điều không công bằng. Trong một tuyên bố, bà Kim và bà Kyu cho biết họ hy vọng là cuộc gặp gỡ với thị trưởng Osaka sẽ giúp cho họ thuyết phục được ông thay đổi ý kiến. Họ nói không muốn nhận những lời xin lỗi từ ông Hashimoto nếu như đó chỉ là những biện pháp chính trị.